Cuối tuần qua, thị trường chuyển nhượng đã nhường chỗ cho loạt trận đỉnh cao và kết quả thi đấu của các ông lớn sẽ là tâm điểm của bản tin bóng đá hôm nay. Ngoài ra, nhiều thông tin nóng hổi khác cũng sẽ được cập nhật trong clip này. Barcelona đã có một trận đấu hủy diệt Real với tỷ số 7-0. Ở Europa League, Arsenal bị Brighton cầm hòa trong khi Manchester City đánh bại West Ham với tỷ số 3-1. Arsenal bước vào trận đấu với Brighton ở vòng 3 Premier League với sự tự tin rất lớn. Pháo thủ đã có bàn mở tỷ số ở phút 38 do công của Martin Odegaard. Đây cũng là pha lập công duy nhất của hiệp 1 và Arsenal bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên khó khăn với Arsenal khi Granit Xhaka nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 49, tận dụng lợi thế hơn người. Brighton đã gỡ hòa bằng bàn thắng của Julio Enciso. Cuối cùng, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Manchester City làm khách trên sân của West Ham trong trận cầu đêm qua. Bàn thắng mở tỷ số của Erling Haaland đã giúp Manchester City có được lợi thế dẫn bàn. Tuy nhiên, sự nỗ lực của West Ham đã giúp đội chủ nhà gỡ hòa ở phút thứ 19. Nhưng Haaland đã tỏa sáng rực rỡ, ghi thêm hai bàn thắng nữa để hoàn thành cú hat-trick ấn tượng, giúp Manchester City giành chiến thắng 3-1, có được 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận. Trận đấu ấn tượng nhất hôm qua thuộc về Barcelona khi họ đụng độ Real Madrid. Trong hiệp 1, Barcelona đã chơi áp đảo và ghi được nhiều bàn thắng. Lazio và Napoli giành chiến thắng. Lazio đã có một trận đấu đầy kịch tính trước AC Milan tại vòng 3 Serie A, sau khi AC Milan mở tỷ số ở phút thứ 8 do công của Sonia Pavlovic. Lazio đã gỡ hòa bằng hai bàn thắng trong hiệp 2. Cuối cùng, hai đội chia điểm với tỷ số 2-2. Trong khi đó, Napoli đã giành chiến thắng 2-1 trước Parma trên sân nhà. Parma đã có bàn thắng dẫn trước ở phút 19, nhưng Napoli đã gỡ hòa ở phút 75 sau khi một cầu thủ của Parma bị đuổi khỏi sân. Lukaku và Jambo Anusa đã ghi bàn trong thời gian bù giờ để mang về chiến thắng cho Napoli. Ở một trận đấu khác, Dortmund đã hòa 0-0 với VfB Stuttgart trên sân khách. Hai đội đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều không thể tận dụng thành công. Dortmund vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 4 điểm sau 2 vòng đấu. Cầu thủ trẻ Bukayo Saka của Arsenal đã lên tiếng ủng hộ đồng đội khi cho rằng án phạt dành cho Declan Rice là quá nặng. Phát biểu của Saka nhận được sự đồng tình từ nhiều cổ động viên pháo thủ. Trong khi đó, tương lai của Victor Osimhen tại Napoli đang trở nên ảm đạm. Sau những mâu thuẫn trong kỳ chuyển nhượng hè, mối quan hệ giữa Osimhen và đội bóng chủ quản đã hoàn toàn đổ vỡ. Napoli đã thẳng tay loại Osimhen khỏi danh sách đăng ký thi đấu Serie A, đồng thời trao lại áo số 9 cho Romelu Lukaku. Osimhen hiện tại đối mặt với viễn cảnh phải ngồi ngoài cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Một khả năng khác là anh sẽ chuyển đến Tây Á thi đấu, khi thị trường chuyển nhượng tại Saudi Pro League vẫn còn mở cửa trong vài ngày tới. Tại Manchester United, tiền vệ Christian Eriksen đã bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ đá chính trong trận đại chiến với Liverpool. Trước trận đấu, Eriksen đã khẳng định, "Tôi cảm thấy trận gặp Liverpool sẽ có tác động lớn đến mùa giải này, vì đây là cuộc đối đầu rất quan trọng. Manchester United phải chuẩn bị kỹ càng và chúng tôi sẽ có kết quả tốt." Trong khi đó, Rafael Varane, một trong những cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất tại FC Como, đã phải nhận tin buồn khi bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu Serie A do chấn thương. Hiện tại, truyền thông chưa có thêm thông tin về tình hình cụ thể của Varane. Cuối tuần qua, các trận đấu đỉnh cao đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá. Barcelona đã có một trận đấu hủy diệt Real Madrid với tỷ số 7-0, khẳng định vị thế thống trị của mình. Ở Europa League, Arsenal bị Brighton cầm hòa với tỷ số 1-1 sau khi Granit Xhaka bị đuổi khỏi sân. Trong khi đó, Manchester City đã đánh bại West Ham với tỷ số 3-1 nhờ cú hat-trick của Erling Haaland. Tại Serie A, Lazio và Napoli giành chiến thắng kịch tính trước AC Milan và Parma. Dortmund đã hòa 0-0 với VfB Stuttgart trên sân khách, giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga.